Thằng kia mày làm cái trò gì đây? Này. Mày làm cái trò gì đây? Con nghe nước mẹ mày đi. Sạch cửa sạch nhà. Thằng này láo vậy. Nó láo lắm mẹ. Sao? Mày em xin qua đồng bọn chửi bới. Tao cho mày đủ cút luôn. Này. Này. Nhà này không phải nhà mỗi nhà mày đâu nhá. Này, mẹ ơi, nó là người ngoài đấy, nó không phải người nhà mình đâu. Mày láo vừa thôi. Người ngoài gì? Người ngoài gì đã cưới hỏi về đây nhà mày biết, vẫn là người ngoài. Mày đừng có bố lao như thế với chị dâu. Mày thằng ăn sao đã bác. Mày ném thằng bạn kia. Đồ khốn nạn. Đồ vô liêm sỉ. Này, vừa thôi. Thôi. Em một vừa hai phải thôi. Em gọi thằng chồng về. Làm sao? Chuyện chẳng làm sao, chẳng làm gì. Nói thằng em trai. Chị gái nó không gọi được. Nó quần áo chị gái. Đồ bất hiếu, đồ em ma, đồ em đồng giả. Mày không xứng làm em tao. Ui, mày ra khỏi nhà này tao. Mày. Này nhà này của ai? Sao mà làm thế? Mày ở ngoài lồng hoang, ngoài ra thú thôi nhá, không phải người nhà đâu nhá. Không thì em bỏ cái nhân ra cho nó cái, cho nó xong xuôi. Mày bắt đầu thái độ xin. Mày không tự đi, mày kiếm làm đi. Kiếm tiền này, mày to tướng mày bé gì? Này tôi kiếm được rồi, tôi đang cần. Thế bé đi, mày bé thì mày tiêu gì đến tiền mà phải xin suốt ngày xin thế? Ô, chuyện đây là mình cá nhân. Lấy tiền mà tiêu, mày không phải đi xin. Đã tiêu được tiền. Đã tiêu được tiền là phải kiếm được tiền. Bây giờ 15, 16 tuổi đã kiếm được tiền rồi. Còn bé thế. Anh tôi gửi tiền về một đống kiểu gì chẳng gửi cho tôi là đéo tôi bây giờ giấu giấu giếm giếm. Nó kéo cầm để tiêu của mình làm gì? Này mẹ đẻ nó không chấp nhận được thì đéo ai chấp nhận được. Tôi đùng mẹ cứ toàn bên ngoài mẹ chẳng mày hiểu cho con gì cả. Ngoài thế nào chị dâu mày cưới về đàng hoàng người ta về ngoài hiểu gì nữa. Máu giả thật đấy. Ở ngoài mày à, thằng là em chồng bố láo bố lếu máu tanh lòng tao đến đây tao hầu hạ nhà mày thật 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 già của cô là phụng dưỡng rồi mày nói cầu bây giờ chắc. mày đây mày đéo đồ đạc con này con là chị dâu đó mà con nó đuổi trời mẹ. Dâu gì, mẹ dâu này cũng là người ngoài chưa đuổi tao mà anh mày tôi là người nhà gọi dâu như này thì người ngoài xin một đồng bạc mẹ vài đồng bạc rách thì mày phải xin à mày có tay có chân này anh tiền về cho tôi nhá. Loại em cô giữ của mình. Các anh chị thấy không? Loại cô giữ của tiêu mình. Thôi chị ơi. Nào. Thôi. Nó léo ghê. Thì em đừng có kia nữa, nó đang điên lên. Nó đánh cho bây giờ đấy. Nó đang tính rồi. Nó đang tính rồi, nó đánh giờ đấy. Mày mất dạy. Mày mất dạy. Mày mất dạy. Bà không nói được con à? Hả? Bây giờ để con lồng hành thế. Con thì ở bên đấy nhá, gửi tiền về cho con. Bây giờ cái loại con lấy tiền vô đâu mà xin mày xỉa. Đen à, mày. Người ta có vợ rồi thì phải về cho vợ cho mà. Vợ này vợ cũng chỉ là người ta bóng tanh lòng. Gửi về cho vợ cho đưa cho mày đấy. Anh em trong nhà đấy mà là thật. Thế thôi. Mày nhưng mà ấy ông ấy đi làm về ông phải đưa cho vợ chứ không phải đưa cho mày đâu. Mày mày cầm tiền đi, mày nhắn tin, mày xin anh mày. Này em ơi, thôi nó đánh cái giờ đấy. Nó cục lên nó đánh cái giờ đấy. Thôi. Đã bảo rồi. Mẹ có thể đánh con nhưng mà chị đánh em là nó đánh giờ đấy. Nói không nghe. Đéo anh tao về, anh tao cưới vợ mới cái loại mày. Mày náo mày ấy, không xin được tiền thì mày mới dở mặt chứ mày xin được tiền tao à mày á à? Con cút như chó ấy. Loại này là bỏ cái đéo mày. Mày đi chán đi chứ. Đấy, bao nhiêu người nhìn kìa. Ôi giời ơi. Bao nhiêu người nhìn đấy kìa. Mày đẹp mặt chưa? Ôi giời. Mày tung cái tiền
cái loại con ngoài ra thú này. Nó phụng dưỡng mẹ thôi. Nó thẳng luôn đấy. Ba hôm mà. Anh lớp mày không nhìn thấy bác. Phải mạnh thế nào? Tốt nhất là cầm cái áo biến mẹ ngoài đường. Thế thôi. Nó đã làm về đây làm dâu rồi thì nó đã phụng dưỡng mẹ mày rồi. Anh mày nói thế anh mày về đánh giờ đấy. Thôi bỏ ra. Thôi bà ơi, thôi thôi. Toàn mình ngoài đi. Thôi. Mày về mày vạ mình ngủ quách đi. Rồi. Được như thế nữa ra nó đánh nhau rồi là bọn anh bọn anh không bênh được đâu. Mồm vừa tị cái gì em tuổi gì mà tị nó nhìn nó to gấp đôi chị làm mà chị thôi dọn đi đi về.